có những kỷ niệm mà cứ mãi nằm sâu trong ký ức của chúng ta, không thể nào quên được. Kỷ niệm với quê hương, với bạn bè, với tình yêu đôi lứa. Nhưng trên tất cả là kỷ niệm với cha, mẹ. Vì tình yêu nào cũng có thể đổi thay, duy chỉ có tình cha mẹ thương con là không bao giờ thay đổi. Có bao giờ bạn phải hối tiếc vì những điều mình đã làm cho cha mẹ không vui, hay những lời nói làm đau lòng cha mẹ, dù đó chỉ là những phút thiếu suy nghĩ? Cha mẹ lớn tuổi hay trách móc những chuyện không đâu, hay nói mãi một câu chuyện đến nhiều lần. Khi cha mẹ già yếu, đầu óc hay quên trước, quên sau, đôi khi làm cho con không vừa ý. Nhưng xin hãy nhớ, nhờ ai mà ta mới có được ngày hôm nay? Ai đã hy sinh cả một đời để cho mình có được hình hài và cuộc sống như thế này? Ai là chỗ dựa cho mình khi gặp trắc trở trong cuộc sống? Nếu một mai không còn cha mẹ bên cạnh, dù bạn có muốn được nghe cha rầy hay mẹ mắng, thì cũng chỉ là ước mơ không bao giờ trở lại. Người xưa có câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Quả thật không sai, ai có may mắn được sống gần cha gần mẹ, được có cơ hội chăm sóc lo lắng cho cha mẹ lúc xế chiều, nên nghĩ đó là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho mình. Nếu một mai cha mẹ đi xa, dù con có đạt được điều gì trong cuộc sống, dù con có là ai đi chăng nữa, cũng không thể nào bù đắp được sự yêu thương bao la không bờ bến mà cha mẹ đã dành trọn cho con. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la.
vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Thank you.
chi thần niệm hương làm lễ. Chúng đức trang nghiêm phi số lượng quang minh tiên chiếu qua thập phương tam thế Như Lai vô dự đằng hằng thi chúng sanh đại từ nam. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiết Dòng Đạo Sư A Di Đà Phật Liêu Tòa Chứng Minh. Nơi ngày 25 tháng 9 năm Kỷ Hợi dầm ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Tư Gia năm 29 trên 1 năm đường Huỳnh Văn Bánh quận Phú Nhuận, toàn thể các cháu con trương nữ chồng thì lại chồng thì lang chồng thì vui trần thì huệ trần hòa trần hữu bình trần văn minh trần quốc thế trần thị thu hương trần thị lệ hoa trần thị thanh vân trần hùng cường con rể lưu văn lộc vũ chính thần hiệp cùng toàn gia. Hallelujah.
chân lên về dự hồi, chân lên nghe triều hãy về đây à, nhị à. Thank you.
Thank you.
ai vương tịnh độ liên khai linh giả tùng tư quy khứ lai nhất niệm hóa khai thân thiên phật quỳnh vô hát nạn phật tam ma tai nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà như lai nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà như lai nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà như lai thân quyến dẫn hương lên nắng tiền lễ hương linh muốn ai lễ hôm nay con cháu thiết duyên này nguyện hương linh về nhà họ để hương linh dân triệu dân triệu nguyện Lê Ngọc Thanh Giao
chẳng tài thú chẳng tung chẳng thấy ai quần chẳng thấy hồng ẩn chẳng hồng đạo chiếu ngoại đô chẳng tung Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thân Như Lai. Nam mô Diệu Sanh Thân Như Lai. Nam mô Quảng Đà Thân Như Lai. Nam mô Ni Mô Ế Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô Tam Bảo Đắc Đắc A Na Bà Đồ Di Đà. Xuống trắng lót dạ cho anh khi lũ tràn về. Bao nhiêu năm tháng đã dần trôi, tóc mẹ bạc bạc theo thương nhớ. Đêm trăng ra cửa mẹ lặng nghe tiếng tắc kè mà nhớ anh trong lòng. Nay bóng mẹ già còn đâu,
anh ba ngồi nước mắt chứa chan, lòng bồi hồi nhớ quê gia diệt, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Nhớ mẹ ơi con nhớ tiếng mẹ gọi tên con, canh bầu nâu chơi cá trê phải chi con của mẹ về ăn món này. Lời mẹ như tiếng ru hơi ngọt như khóm mía sau hè. Nhớ giờ đây con nhớ tháng ngày mẹ bên con, sen hồng vẫn thắm màu sen. Mẹ ơi con nhớ công ơn biển trời, chiều nay mưa rớt sao hè. Ngồi đây con nhớ mẹ bạc bạc theo thương nhớ. Đêm trăng ra cửa mẹ lặng nghe tiếng tắc kè mà nhớ anh trong lòng. Nay bóng mẹ già còn đâu, anh ba ngồi nước mắt chứa chan, lòng bồi hồi nhớ quê gia diệt, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Con nhớ tiếng mẹ gọi tên con, canh bầu nâu chơi cá trê phải chi con của mẹ về ăn món này. Lời mẹ như tiếng ru hơi ngọt như khóm mía sau hè. Nhớ giờ đây con nhớ tháng ngày mẹ bên con, sen hồng vẫn thắm màu sen. Mẹ ơi con nhớ công ơn biển trời, chiều nay mưa rớt sao hè. Ngồi đây con nhớ mẹ nhiều, chiều nay mưa rớt sao hè. Ngồi đây con nhớ mẹ nhiều, chiều nay mưa rớt sao hè, gọi thầm hai tiếng mẹ. Kiền liên tôn gia đồng tác đại chứng minh à, giới văn định văn dự tuệ văn giải thoát trí kiến hương quang minh văn đại biện pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tông. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát.
thập lục nhật. Tại A Gia Cư Số Nghệ năm 29/150 năm, đường Quỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình tang vui bào đề vuông đúc xong, hiếu tử Trần Thị Lợi, trưởng nữ thơ nữ Trần Thị Lan, Trần Thị Vui, Trần Thị Huệ, Trần Hòa, Trần Hữu Bình, Trần Văn Minh, Trần Quốc Thế, Trần Thị Thu Hương, Trần Thị Lệ Hoa, Trần Thị Thanh Vân, Trần Hùng Cường, Nghĩa Tá Lưu Văn Lộc, Vũ Chính Thành, Trần Văn Trọng, Tư Tước Lê Ngọc Thanh, Võ Thị Tám, Hoàng Thị Quốc, Trương Thị Thu, Nội Tôn Trần Quốc Thông, Trần Quốc Thái, Trần Thị Thanh Hồng, Trần Hoàng Vi Vi, Trần Tài Phú, Trần Tuấn, Trần Thị Ái Quỳnh, Trần Thị Hồng Hạnh, Trần Hùng Đạt, Ngoại Tôn Lưu Trần Xuân Mai, Lưu Trần Bình Phú, Lưu Trần Bình Quý, Chất Tôn Trần Xuân Chiêu Dương, Trần Phong Hải Lâm, Lưu Gia Quế Tri, Lưu Gia Túc Kiệt, Lưu Khả Hân, Trần Gia Cang, Diệp Mê Toàn Gia, Yếu Tử Tôn, Hôn Tế Nội Ngoại Chúng Đăng, Thành Tâm Lễ Cầu Siêu Độ Vòng Linh Cố Mẫu Tổ Bà Di Giới, Pháp Danh Diệu Minh Vương Thị Tào, Chánh Hồn Chỉ Chân Linh Nguyên Màn Danh Y Quý Hợi Niên, Thượng Thượng Thọ 97 tuổi và Lâm Chung ngày 25/9 năm Kỷ Hợi. Thừa Tư Công Đức Thính Pháp Văn Kinh Siêu Thoát Mê Đồ Nhị Vạn Sinh Tịnh Độ, Phục Nguyện Nhất Thành Thượng Đạt Vạn Tội Băng Tiêu, Vong Linh Cố Mẫu Đất Độ Cao Siêu Hiện Tiền Toàn Gia, Hiếu Tử Tôn Bình An Tịnh Vượng. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Thank you.
đại hiếu mục dường liễn tôn giả tác đại chứng minh. Chư vị thiện thần nội gia ngoại gia, chư vị âm dương sứ giả cùng chư vị tổ thần, tổ công, tổ chủ, tổ địa long thần, đồng tùy hộ niệm chứng giám cho toàn thơ cụ bà, thọ tam quy yêu bà, di giới pháp danh diệu minh dương thiện tàu. Sinh năm Quý Hợi, lâm chung ngày 25 tháng 9 năm Kỷ Hợi, thượng thường thọ 97 tuổi. Cho toàn thể gia đình, tang gia hiếu quyến, trước lên đài, quý thầy thành tâm đốt nén tâm hương cầu nguyện cho cụ bà cố mẫu pháp danh diệu minh vương thị tào được thừa tư công đức ngày bà vãng sanh về cõi Phật, hôm nay được thính pháp văn kinh siêu thoát u đồ, được vãng sanh tịnh độ. Suốt cuộc đời của cụ bà 97 năm trên trần thế, chắc chắn cụ bà cũng đã trải qua biết bao nhiêu sự khó nhọc về thân, về tâm, về tạo kiếp tu và biết trì kính niệm Phật. Chính điều đó cụ bà đã mang lại cho chính bản thân của cụ bà một sự bình an tốt đẹp. Cho đến ngày lâm chung hôm nay, cụ bà lấy cái gì để đem đi? Sách vở có câu là sanh giả không rồi tử giả không. Bye.
ra tam điểm ni bồ toàn những sanh tịch đường tam nên giả nhai tiền tiếp tôn nhân. Nói gương đức phục kiền kiêng quyền tam con nào đồng đạo sơn dài lời ru theo tháng năm dài từng lời ngọt ngào à ơi bên mái tranh đầy yêu thương chúm chím môi cười mẹ vui biết mấy con ơi cánh tím rau dền mẹ tôi nuôi lớn khôn tôi bé đọt mộng tới luộc rau mắm muối dưa cà chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông biệt biệt kêu ngày thơ âu đó bây giờ đã xa đời tôi và từng ngày mẹ sơn dài có ai quay về mẹ khâu chiếc áo năm xưa có ai quay về cho mẹ thấy mặt người con kia bầu trời xa xăm những con tôi dùng về đây bên mái tranh xiêm một mình mẹ quạnh hiu giờ đây mái tóc như mây cánh cá đầy nỗi lòng nào dơi có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ sơn dài có ai quay về mẹ khâu chiếc áo năm xưa
có ai quay về cho mẹ thấy mặt người con. Kia bầu trời xa xăm, quanh hiu giờ đây mái tóc như mây, cánh cá đầy nỗi lòng nào vơi. Cô con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Quê hương là cả dâu mẹ ru thiết tha hôm nào, quê hương là con sông xanh xanh từng cây lúa, quê hương là trắng thân đùa vui liễu lo trên đồng, quê hương làm sao quên đi xa mà tôi nhớ. Dáng mẹ hiền yêu thương, có con chim chiều chiều lặng im cũng hót trên cây, chương thì tao thọ tam quê phạm dân diệu minh, nguyên sanh quỷ hải nương hương thọ 97 tuổi năm chung ngày 25 tháng 9 năm kỳ thời. Nguyện thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng minh, đức từ hồ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại chứng minh, nguyện tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tam bảo lực nghiệp trưởng bảo trưởng phiền não trưởng tầng Oh,
con nguyện thấy con cực là thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo chư A Di Đà A Di chứng minh là con mô đại từ bi quan thế âm bồ tát đại từ bi bồ tát đại thân đại nguyện Tạm Vương Bồ Tát Tạm Vô Lượng Thánh Hiền Quyền Về Bóng Quang Chứng Minh Tướng Độ Thiền Nam Cố Nguồn Linh Phật Tư Lương Thiệt Họ Tam Quy Nghi Thân Dân Diệu Minh A Nguyễn Sanh Quý Thời bảy mươi chín mươi bảy tuổi lâm chung ngày hai mươi lăm tháng chín năm kỳ nguyện luôn luôn thượng thừa bậc lực phát lực cảm văn lực thân pháp văn tinh nghiệp chướng bao chướng phiền đạo chướng tầm tiêu Yang tu yang lang bang tung dong, yang nhất thân còn đạt văn, bang tiêu quyền bồ đề lang đắc độ cao siêu kỳ nguyện, bang mong hiếu quyền lang.
tất cả đều quỳ đúng mặt niệm. Tây phương tịnh độ sen vàng nở linh giả từ đây mở lối về. Hoa nở ta lòng mừng thấy Phật muôn đời vượt khỏi gan đường mang. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai. Nam mô A Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Phật trời Tây Độ
sen vàng. Còn thể gia đình vui lễ hương linh hai lại hương linh sẽ phạm thân như chúng như quy tùng Phật đạo ca dương pháp nhạo đồng vọng thiện âm. Chúng thần vị hoàng con cháu thành tâm vui lễ hương linh bôn lại tiêu diêu trần thế giới coi làm bảo liên trung hiểm trường phá thông thiền như lai thân thọ ký siêu đàn độ bồ tát siêu đàn độ bồ tát nam mô siêu đàn độ bồ tát ma như là trời cao như nước trên nguồn trắng xuân mẹ mớm sức sống hát ru cho con thành người lưng còng gánh cửa vì con mà gian nan nên lòng mẹ vui như trăm hoa nở trong đêm mẹ ngồi hó như dáng thân cò ôm yêu mẹ vuốt rét mưa tái tê bao quanh ngực hiền bao buồn tủi trong đời còn lăn dài trên môi như giọt mồ hôi long lanh mơ lòng đời con xin thắp dâng mẹ kính giờ lớn kim về hương linh cảm hồi tham hiền tội phạm hữu chư phương thiện đi tâm dụng hội hướng nguyện đồng niệm phật nhân cảm ơn thế thái tâm chung tay phương cảnh phong minh tại mục tiền kiên văn giai tinh tấn đồng sanh cực lạc quốc kiên phần liễu sanh tử như phần độ nhất lễ vô biên phiền não đoàn vô lượng pháp thank you.
Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, coi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở. Tuổi thân còn khờ nọ đôi biết nhớ ai. Đời nỗi trôi đâu biết đến ngày mai. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về để được ngồi bên mái ấm của tình. Để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng như thắm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dãi nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở. Tuổi thân còn khờ nọ đôi biết nhớ ai. Đời nỗi trôi đâu biết đến ngày mai. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Năm tháng xưa quay về để được ngồi bên mái ấm của tình thương. Để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng như thắm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dãi nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ. Căn hùng cường
lưu văn lộc vũ chính thành thần trọng. Trần văn trọng lơ ngọc thanh võ thị tám hoàng thị phước. Trương thị thu cùng các cháu Trần quốc thông, Trần quốc thái, Trần thị thanh hồng. Trần Hồng Vi Vi, Trần Tài Phú, Trần Tuấn, Trần Thị Ái Quỳnh, Trần Thị Hồng Hạnh. Cùng đăng đăng hiệp toàn gia năm nữ, cháu ngoài cháu cầu siêu ương linh cụ bà Dương Thị Đào Pháp Danh Diệu Minh. Nguyên sanh năm Quý Hợi hương thọ 97 tuổi, lâm chung ngày 25 tháng 9 năm Quý Hợi. Nguyện từ Phật luật phóng hào quang, nguyện cầu hương linh lai đáo linh tiền thinh pháp nghe kinh. Thọ tài hương thực vàng sanh tình độ bảo tam bay. Luân hồi vô cấp tao niệm Di Đà. Nam mô Trần ở bên
trắng soi lờ là tiếng dơ khóc chiều thu lỡ hai lại ngày trước ở cao đường nay thời một nén hương bát vàng đầy cam lộ vì vong linh dân cơm cũng biên thực biên thủy chân ngôn cản đường trì tụng nam mô tát bà tát đa nga đa phà lộ chỉ đan tam bà ra tam bà ra trở về ngày nào thơ
nàng hai nho đã lâu rồi sao không về thăm quê. Mỗi năm tuổi mẹ cao hơn, dí dầu
sống sao cho được người thân mến. Con nghe mẹ là con đã đường bay thần
hương qua. Dương thị tạo pháp danh diệu minh nhất vị danh hồn chỉ linh chuyển sanh quy hợi mong ngày 25 tháng 9 năm khi hợi hưởng thọ 97 tuổi nguyện hướng linh lại đảo linh tiền tịnh pháp văn kính thọ tài xuống thực cửa tử phật lực tâm xa mê đồ siêu sanh tình độ hướng linh xã báo thân nhi chân phạm thân vong chi đạo di tùng phật đạo lễ thiên thập cung cơm hương linh đến đây vì thành tăng quyến lễ tạ hương linh trọn một niềm
con ru mẹ bằng lời kinh đêm. Con nguyện sớm hôm đọc từng lời kinh nguyện cầu ngày đêm là lời hát ru mẹ. Bài ca con hát cho bao người nhưng cho mẹ con hát không nên lời. Mẹ ơi mẹ ơi con nghe được tiếng hát trong lòng con. Bài ca con hát cho bao người nhưng cho mẹ con hát không nên lời. Mẹ ơi con nghe được tiếng hát trong lòng con. Mẹ ơi con nghe được tiếng hát trong lòng năm 89 nhà trên 1155 chú nhà cư gia đường trụ cùng vật tu hương tiêu cúng vốn kinh kỳ chiêu năm trung tiên được tan chủ trần thị lợi trần thị lan trần thị vui trần thị huệ công di chiêu giáng ngưỡng nguyện địa tạng từ tôn tây phương tiết tiểu dòng hồn thân mẫu của cụ bà Dương Thị Tào chí linh nhất vị thà chánh hồn nguyên mãn chân ngư quý hợi niên thọ tam quy ngũ giới pháp danh diệu minh chánh hầu hưởng thượng thọ rằng để chiến tại từ đặc giác lâm bệnh từ trạng ư ký hợi niên cứu hoặc nhị thật ngũ nhược mãn tài quỷ tay giang linh về tại gia đường tình phật nghe kinh to tài hữu tật diếu tranh tình độ bởi vì giang linh tan chú kiền thành khởi tan lễ thế tôn tan a ba hiền lương trà nhiệt a phan giới mong quân a chư phật hải hội tôn diệu quân a tùy sư tiếp tường quân a thần ni quân ân a chư hoan hiền còn thân a nam mô ơn quân cải cổ tăng nam mô ơn quân cải cổ tăng nam mô ơn quân cải cổ tăng nam mô đại bi hội tượng phật bồ tát ơi nam mô đại bi hội tượng phật bồ tát nam mô đại bi hội tượng phật bồ tát thiên độ thiên nhân vô ngài đệ bi tâm đà la ni nam mô hằng đa na 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 ya ya nam mô a di đà bà lô kim đề thương bát ya ya bồ đề bà ya ai hỏi phật bồ tát nam mô liên vị ai hỏi phật bồ tát đồng thời tiết độ tư thời đệ tử chùa Vạn Thanh chùa Long An cùng tự tại phát tiền tư gia phóng tụng đại thừa kinh chú kỳ chiêu lâm chung viên vị toán chú trần thị lợi trần thị lan trần thị vui trần thị huệ trần hòa trần ngữ bình trần văn minh trần quốc tế trần thị thu hương
Trần Thị Lễ Hoa, Trần Thị Thanh Văn, Trần Ngụ Cường, Lưu Văn Lộc, Vũ Chính Thành, Trần Văn Trọng, Đi Thề Ngọc Thanh, Võ Thị Tám, Hoàng Thị Phước, Trương Thị Thu, Trần Quốc Thân, Trần Quốc Thái, Trần Thị Thanh Hồng, Trần Hoàng Vi Vi, Trần Tài Phú, Trần Tuấn, Trần Thị Hải, Trần Tình Ngọc Nga, Kinh Thọ, Trần Thạch Chiêu, Tân Tình Lựa, Vũ Nguyễn Nam, Chiêu Lương, Thế Quá, Cứ Chúng, Trần Thị Lượng, Tình Thành, Bạc Nga, Đào, Nam Mô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cứu nguyện địa lập pháp nhật tại tư gian. Lâm trung ngày âm lâm đáng chín năm ký ở vương thượng thường thọ chín mây tôi lại lâm Phật đài lễ tạng tam bảo đại từ đại bi phân chúng lâm đại ý đại xa cứu muôn loài tương tốt sáng tự trang nghiêm đệ tử chúng con chí thành quy kính lễ như tâm đảnh lễ tận công biện pháp giới quá hiền vị lai chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ ta toàn nên lễ ta bà giáo chú bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai a tranh di lặc tổn Phật đại bi văn thù chư lợi Bồ Tát đại hạnh vô hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội hương Phật Bồ như tâm nên lễ Tây Phương Cực Lạc để giới tiếp nhận đạo sư A Di Đà Phật đại bi quán âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát liên trì hồi hướng Phật Bồ Tát Thank you.
Giờ này tất cả con cháu hãy bình, vì anh linh vì lễ tam bảo. Thank you.
Và sáng mai là đi các Phật tử mà
Trước tiên vẫn là con cháu gia đình những người được vâng tất cả các cái trần hoa này đó. Thưa cha mẹ, con xin gửi đến cha mẹ những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn, tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con vì con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con được là con. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con dỡ bờ vô bờ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dài. Nhớ lạnh giá cha ông con dưới ấm trong lòng, nhớ những ngày con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con quỳ con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào. Nhớ những đêm lạnh giá trong con sưởi ấm trong lòng, nhớ những ngày con ốm đau mẹ thương con khóc suốt đêm thâu. Về đây bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con quỳ con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Quê nghèo lối cũ con đây, nhưng mẹ cha nơi chín suối trắng mây, ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chưa hiểu ghi đâu, công cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Nhớ những đêm lạnh giá trong con sưởi ấm trong lòng, nhớ những ngày con ốm đau mẹ thương con khóc suốt đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con quỳ con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Quê nghèo lối cũ con đây, nhưng mẹ cha nơi chín suối trắng mây, ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi
nhớ suốt đời. Đạo con chưa hiểu ghi đầu, công cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chưa hiểu ghi đầu, công cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn. Số lượng quang minh biên chiếu qua thập phương, tâm thế Như Lai vô dự đăng hằng thị, chúng sanh đại từ hàng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dòng Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nơi ngày 29 tháng 9 năm Kỷ Hợi Tài Tư Gia năm 29 trên 11 công lô, tất cả tam quyến các con trồng thì lợi trồng thì lao, thiết lễ siêu tiên di quang phùng vị chân linh dương thị tạo pháp danh diệu minh. Sinh năm Quý Hợi 1923 mà chung ngày 25 tháng 9 năm Kỷ Hợi, thường thọ 97 tuổi. Giờ này niệm hương bạch Phật nguyện Di Đà tự phụ, thì tự phóng quang tiếp độ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Đạo sư A Di Đà
Như Lai Thiết Dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai Nam Mô Thiết Dẫn Đạo Sư A Di Đà Như lời ca họ ca nhờ
cha kẻ yêu vui mất còn hướng phước. Âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo chúng hai đại nguyện sanh tây phương tề độ chúng ta cứu phật đi ra ba mê bồ mầu ba cái kiến vàng ngõ tổ sanh na tâm với bồ tát quy tâm từ bảo đề diệu pháp thiên đăng kiến ma tùy sở chủ sơ tượng nam là siêu lãng độ bồ tát siêu lãng độ bồ tát nam mô siêu lãng độ bồ tát. Một ngày hồn nhạc tôi tiêu điều, điệu đàn
và lời ca sầu heo giữa nơi nghĩa trang bao điều hiu. Rồi có một ngày em không thương không nhớ, em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn, lạnh lùng sương phù trắng véo von côn trùng lắng thở dài. Bạn thân ơi thôi rồi xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên những thuở đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, dẹp từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Bạn thân ơi thôi rồi xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên những thuở đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, dẹp từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa. Thank you.
ngày 25 tháng 5 năm xưa rồi hướng thượng thọ 97 tuổi, tan quyến thành tâm thiết lễ hoa tay trà phạn thỉnh sư đại đức tăng khai mở phòng hoa hương linh thân mẫu di nguyện hương linh từ bi chúng giám nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật thầy sau thời gian an lành tất cả các